Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ, đó là Simon mà người đặt tên là Phêrô, và em ông là Andrê, Giacôbê và Gioan, Philip-phê và Bartolomeo, Matthew và Thomas, Giacôbê con ông Anphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng. Có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon đến nghe người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người, vì từ nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà, anh chị em, đối với những người đi tu ở trong nhà dòng, ở trong chủng viện hay là ở trong các tu viện, thì chúng ta thường hay nghe nói đến hai cái từ tĩnh tâm. Vậy thì tĩnh tâm là gì? Thưa, tĩnh tâm là mình tâm sự với Chúa, nói chuyện với Chúa để tìm ra thánh ý Thiên Chúa muốn dạy bảo con về điều gì. Thì trong những người đi tu thường họ hay nghe, chúng ta nghe nói đến tĩnh tâm tháng, tĩnh tâm năm, tĩnh tâm có một cái thời hạn định kỳ, hoặc là họ còn tĩnh tâm những cái dịp đặc biệt, hoặc những cái biến cố xảy ra trong đời, hoặc sắp làm một chuyện gì đó. Thì trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng làm một cái cuộc tĩnh tâm, mà trong bài tin mừng chúng ta nghe nói là Chúa cầu nguyện suốt cả một đêm, từ tối tới sáng, trước khi Chúa chọn 12 tông đồ. Thì tĩnh tâm rất là quan trọng, và hầu như và cầu nguyện cũng vậy, cũng như tĩnh tâm, đó là hai cái cách gọi nó gần như giống nhau. Vậy thì cầu nguyện rất là quan trọng, và trong một cái tôn giáo nào cũng có cầu nguyện cả. Nó thấy như Hồi giáo, họ cầu nguyện một ngày đến 5 lần: buổi sáng, buổi trưa, buổi xế trưa, buổi chiều và buổi tối, để cho thấy rằng họ cầu nguyện 5 lần trong một ngày. Rồi đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu lúc bấy giờ là một ngày cầu nguyện 3 lần: vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Vậy thì chính Chúa Giêsu được gọi là con người của cầu nguyện. Và trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện không những chỉ 5 lần trong ngày hay 3 lần trong ngày, mà có thể nói Chúa Giêsu cầu nguyện mọi lúc mọi nơi. Mà chúng ta đưa ra một vài cái ví dụ tiêu biểu là khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai, Ngài cũng cầu nguyện. Cầu nguyện cho sứ vụ của mình, cầu nguyện cho cái công việc bắt đầu để được hoàn thành tốt đẹp. Rồi khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho các tông đồ và cầu nguyện cho việc lựa chọn, xin Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần soi sáng. Và thứ ba là ở trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu cũng quỳ và cầu nguyện với Chúa Cha: nếu có thể cất chén đắng này xa con, thì xin Cha cất cho, nhưng đừng theo ý con mà theo ý Cha. Trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính mình. Rồi khi bị treo trên thập giá, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện và nói với Chúa Cha: xin tha cho họ, vì họ không biết được việc của họ làm. Để thấy được rằng là Chúa Giêsu cầu nguyện cho cả kẻ thù. Vậy thì nhưng điều quan trọng và tâm tình trong cầu nguyện là chúng ta thấy cầu nguyện trong một cái tâm thế Chúa cầu nguyện khiêm nhường,
Và qua hình ảnh cầu nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta có thể kết luận là Chúa Giêsu có thể cầu nguyện trong mọi cái tư thế, cầu nguyện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời gian, cầu nguyện trên núi, ở đồng bằng, hoặc ở lúc giảng dạy, hoặc ở giữa chỗ đông người, đều có thể cầu nguyện được. Cho nên việc cầu nguyện, điều quan trọng là chúng ta có thời gian để cầu nguyện, chúng ta có hy sinh để nhớ đến Thiên Chúa, để mà nói chuyện với Chúa. Điều quan trọng trong cầu nguyện là chúng ta nói chuyện với Thiên Chúa bằng cả một cái tâm tình của một người con đối với một người cha, mà chính Chúa Giêsu đã dạy qua kinh Lạy Cha, là lời kinh đẹp lòng Chúa, là lời kinh để cho chúng con cầu nguyện. Qua lời kinh Lạy Cha, chúng con gọi được gọi Thiên Chúa là Cha, và mình là con của Thiên Chúa. Nhưng mà trong cuộc sống thường ngày, ngày hôm nay thì sao? Nói về việc cầu nguyện, có khi chúng ta thấy ngày hôm nay, đặc biệt là giới trẻ ngày hôm nay, người ta ít cầu nguyện hoặc không còn cầu nguyện. Vì những cái lý do gì? Thưa, lý do thứ nhất là người ta loại trừ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống. Nghĩa là hôm nay người ta không còn coi Thiên Chúa là phần quan trọng trong cuộc sống của họ nữa. Giống như triết gia vô thần Nietzsche, ông ta nói Thiên Chúa đã chết rồi. Thì phần đông những giới trẻ ngày hôm nay cũng có một cái tư tưởng gần giống như tư tưởng của triết gia vô thần này. Họ loại trừ Thiên Chúa ra ngay trong cái cuộc sống mà mình vẫn mang tên là người Công giáo. Nghĩa là họ không còn nhận thức được rằng Thiên Chúa là lẽ sống trong cuộc đời của họ. Họ không còn coi Thiên Chúa là một cái điểm tựa quyền năng. Họ để mà có chuyện gì con chạy đến Thiên Chúa, con nói chuyện với Thiên Chúa, con tâm sự với một người cha, để dựa vào người cha tốt lành và người cha nhân lành này để che chở, nâng đỡ cho con. Ngày hôm nay họ bỏ quên Thiên Chúa. Giống như trong một câu chuyện được đăng ở trong báo Nguyệt Sang, một vụ của giáo phận Vĩnh Long, nói về một anh chàng giỏi về huấn luyện con vật. Hôm đó anh ta bắt được một con cá lóc ở dưới sông. Anh ta muốn huấn luyện con cá lóc này thành một con cá lóc đặc biệt. Anh ta đem con cá lóc này bỏ vào trong một cái hồ nhỏ hơn. Con cá lóc này quen sống trong cái hồ. Sau đó anh ta đem con cá lóc này, anh ta bỏ vào trong một cái lu nhỏ hơn. Con cá lóc này quen sống được trong cái lu. Anh ta lại đem con cá lóc này bỏ vào trong một cái thùng nhỏ hơn. Con cá lóc này sống trong được cái thùng. Rồi anh ta lại tập đem con cá lóc từ trong cái thùng bỏ ra ngoài nước. Con cá lóc này sống được ở ngoài nước mà không cần phải có nước. Rồi anh ta tập cho con cá lóc này nhảy theo, nhảy đi. Mỗi lần mà anh ta đi dạo phố hay anh ta đi chơi thì con cá lóc này nó ở phía sau lưng, nó nhảy ở trên bờ, nó nhảy ở trên khô vậy đó. Rồi một hôm anh ta đi đám cưới, thì khi anh ta trở về thì anh ta nhìn lại phía sau lưng thì không thấy con cá lóc của mình đâu. Anh ta quay lại, anh ta đi tìm, thì anh ta thấy con cá lóc mà anh ta huấn luyện hôm nay nó chết ở trong cái vũng nước rồi, vũng nước mưa. Thì qua câu chuyện đó, tác giả có kết luận, coi chừng đáng lẽ cái môi trường sống mạnh và sống dồi dào, con lại bị chết ngay trong cái môi trường đáng lẽ con được sống mà con từ bỏ nó để rồi hôm nay con phải chết. Vậy thì cầu nguyện giống như cần thiết, như một con cá cần nước, như một người Công giáo có đức tin cần Thiên Chúa vậy. Chứ đừng như con cá lóc bỏ cái môi trường mà đáng lẽ nó được sống, môi trường nước đó. Vậy thì cầu nguyện cần thiết như vậy. Cho nên con đừng loại Thiên Chúa ra ngoài, con đừng bỏ Thiên Chúa đi. Cho nên ngày hôm nay, giới trẻ ngày hôm nay, người ta coi thường hoặc là bỏ quên mất Thiên Chúa, lại là cái môi trường, là chính nơi mà chúng con cần kết hợp để được sống và sống dồi dào. Và cái ảnh hưởng thứ hai mà làm cho ngày nay người ta không còn cầu nguyện nữa hoặc ít cầu nguyện, đó chính là cơm, áo, gạo, tiền. Trong cái cuộc sống, cái bon chen vì miếng cơm, manh áo mà người ta phải lam lũ, phải làm từ sáng rồi tới tối khuya, rồi ngủ, rồi tới sáng, rồi lại làm tới tối khuya. Không còn thời gian để dạy con cái cầu nguyện, không còn thời gian cho chính
bản thân để cầu nguyện. Chỉ vì con luôn đi tìm một cái vật chất ở đời này, con đi muốn sống cho khỏe, sống cho tốt đời này, mà con lại chấp nhận bỏ đi cái lời cầu nguyện, bỏ đi cái đời sống thiêng liêng, cái đời sống tâm linh, một cuộc sống không cân đối. Chúng ta đến đây chúng ta nhớ lại về hình ảnh câu chuyện của Martha và Maria. Chúa Giêsu khen Maria đã chọn phần tốt nhất, vì Maria biết ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời cầu nguyện, nghe lời của Thiên Chúa, chứ không phải như Martha chạy lăng xăng lo những việc đời này mà không có cái đời sống cầu nguyện. Vì thì đời sống nào cũng rất là cần thiết. Con vẫn lao động để kiếm miếng cơm manh áo, cơm áo gạo tiền cũng rất là cần thiết, nhưng phải đặt đời sống cầu nguyện lên trên. Phải sống làm sao cho cuộc sống của mình nó quân bình. Chứ nhiều khi mình xét mình lại, con thấy cả một ngày, có đôi khi cả một tháng, con không có dành giờ nào để mà cầu nguyện với Thiên Chúa, để dành giờ nào để sống đời sống tâm linh cả. Con chỉ biết ở đời này. Và cái ảnh hưởng thứ ba là một cái ảnh hưởng rất là nặng nề trong thời buổi hôm nay. Đó là cái ảnh hưởng về mạng Internet. Cái ảnh hưởng vì người ta mê game hơn là mê Thiên Chúa. Và trong tôn huấn Đức Kitô đang sống, Đức Giáo Hoàng Francisco ngài có nói, ngày hôm nay giới trẻ của mình phải biết kết nối trực tuyến với Thiên Chúa. Mà ngược lại, ngày hôm nay giới trẻ hoặc nhiều người hôm nay lại kết nối trực tuyến để chơi game, kết nối trực tuyến để lên Facebook, để mà đàm tiếu những cái chuyện vô bổ trong cuộc sống, không có ích cho ai cả. Thì chắc chắn chúng ta thấy nhiều cái hình ảnh ở trong gia đình, cũng như đôi khi chúng ta gặp những cái hình ảnh người ta chụp được ở ngoài trong quán cà phê, 10 người, 5 người, 7 người ngồi chung với nhau mà không ai nói chuyện với nhau. Mỗi người một cái điện thoại, mạnh ai nấy là lên mạng Internet, mạnh ai nấy tự chơi game, mạnh ai nấy tự nhắn tin trực tuyến cho một cái thế giới riêng biệt của mình. Có người ngồi ngay đó, cạnh bên đó, cùng uống chung một bàn cà phê ở đó, cùng ăn chung trong một bàn tiệc đó. Vậy mà người ta còn không có giờ để mà nói chuyện với nhau, không có giờ để mà đối thoại với nhau. Thì vậy làm sao mà người ta còn có giờ để đối thoại với Thiên Chúa? Làm sao có người ngày nay có giờ để mà cầu nguyện, để mà nói chuyện với Thiên Chúa được? Cho nên không lạ gì, ở trong những gia đình ngày hôm nay, mình hiếm khi nghe được những gia đình có giờ kinh tối chung. Ngày xưa đông, nhiều gia đình có thể kêu nhau, có thể khuyên nhau, có thể gọi cho nhau thức sớm, rồi trước khi ngủ đọc kinh. Và đặc biệt là cha mẹ con cái cùng đọc kinh chung, đó là cầu nguyện chung. Mà chính Chúa Giêsu nói, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở giữa. Vậy mà ngày hôm nay hiếm khi nghe được lời kinh gia đình. Vậy thì không có lời kinh gia đình thì làm sao có cầu nguyện? Mà làm sao dạy được những đứa con lớn lên sống đời cầu nguyện được, trong khi cha mẹ không hướng dẫn cho con? Vậy thì qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi chọn 12 tông đồ, để như một thông điệp gửi đến cho chúng con biết. Và ngay cái giây phút hiện tại này, và ngay trong cái hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 ở tại Việt Nam như thế này, chúng con cũng cần phải nỗ lực cùng với đất nước, cùng với mọi người để dập dịch. Mỗi lần chúng ta nghe báo đài nói về thông tin số lượng những người bị nhiễm COVID, số lượng những người bị chết, hoặc những cái hoàn cảnh không có miếng cơm manh áo, những hoàn cảnh không có chỗ ở, để cho chúng con thấy cần phải nhờ ơn Chúa. Và chúng con xác định như lời Chúa nói, nếu không Chúa, có Chúa, chúng con không thể làm gì được. Chắc chắn nỗ lực của bản thân, nỗ lực của mỗi người mình, phải nỗ lực hết sức có thể. Nhưng điều quan trọng để được thành công phải là nhờ ơn Chúa, phải qua cầu nguyện. Vậy thì cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là một cái lẽ sống của người Công giáo. Mà mới đây tôi cũng xin chia sẻ về sự kiện của một kiến trúc sư.
bị nhiễm COVID nặng, phải thở bằng máy ở ngay tại bệnh viện Nam Sài Gòn. Anh ta chia sẻ là khi mình còn khỏe, mình không có nghĩ rằng mình không có quý về cái hơi thở, về cái oxy để mình thở. Khi bị bệnh rồi không thở được, phải ngớp từng ngụm oxy. Anh ta diễn tả là phải lấy hết sức có thể mới thở được để cứu lấy cái mạng sống của mình. Ngớp từng ngụm oxy để cho thấy được là nó quý cỡ nào. Còn bình thường mình thấy dư giả oxy, mình thấy nhiều như vậy, con không cảm thấy quý. Và cuối cùng anh ta đã chiến thắng, anh ta đã sống. Và anh ta chia sẻ lại như thế để cho thấy rằng cầu nguyện cũng vậy. Cầu nguyện như là cái hơi thở của con, cầu nguyện như là cái hơi thở bằng oxy. Con phải ngớp từng ngụm, nếu không có oxy con sẽ phải chết. Cho nên bình thường con thấy có nhiều hồng ân Chúa, con cảm thấy quý. Nhưng khi con bị bệnh, con mới thấy quý được từng cái ngụm oxy. Vậy thì ước mong chúng con thấy được là người Kitô hữu phải có đời sống cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện phải quan trọng chính đến với Chúa, nói chuyện với Thiên Chúa phải quan trọng hơn là vật chất. Và chính khi kết nối trực tuyến với Thiên Chúa quan trọng hơn là kết nối trực tuyến để mà sử dụng vào những cái chuyện vui chơi vô bổ. Ước mong chúng con luôn ý thức, chỉ khi cầu nguyện con mới giống Đức Giêsu của con hơn, vì chính Chúa là người cầu nguyện. Amen.